Tại buổi họp tổ vào sáng nay, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các đại biểu cho rằng để thu hút nhân tài đến với thành phố rất cần có những chính sách ưu đãi đối với các chuyên gia, nhà khoa học, những người có tài năng đặc biệt. Các chính sách cần cụ thể, ưu đãi mạnh mẽ hơn như là tiền lương, tiền công hay là nhà ở. Đồng thời nên mở rộng chính sách này cho cả tỉnh Đắk Lắk. Theo các đại biểu, việc tạo cơ chế chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột là cần thiết, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên cũng cần quy định cụ thể thế nào là tài năng đặc biệt, tránh trục lợi khi thực hiện. Cái thứ nhất đó là tôi đồng tình với quan điểm của đồng chuyên gia, nhà khoa học. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nghiên cứu kỹ và giới hạn những chuyên gia nào, những nhà khoa học nào để tránh cái tình trạng là lợi dụng cái chính sách này mà nhiều nhà khoa học không đúng theo cái mục tiêu đề án rồi để vẫn được hưởng lợi theo cái chính sách thì nó sẽ không phù hợp trong cái thực tế. Quy định này cũng cần phải làm rõ thế nào là tài năng đặc biệt để có căn cứ thi hành của nghị quyết cho nó đúng và đem lại cái hiệu quả của cái chính sách. Một số đại biểu cho rằng chính sách thu hút người tài với thành phố đang khoanh vùng trong phạm vi khá hẹp sẽ khó thu hút được người tài. Do vậy cần có cơ chế ưu đãi nhiều hơn, có sự hấp dẫn đủ mạnh thì mới giữ chân được tài năng đặc biệt lựa chọn thành phố là nơi làm việc. Với chỉ chính sách như thế này thì tôi nghĩ là cái việc thu hút người tài sẽ rất khó. Tiền lương thì theo cái thang bảng lương cơ bản đang quy định. Thế còn nếu mà thu nhập thì tôi nghĩ cái phạm vi của nó sẽ rộng hơn và người ta quan tâm là quan tâm tới thu nhập. Và cái quy định về cái thuế thu nhập cá nhân đối với số lượng này thì tôi nghĩ nó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa và như vậy là cần phải nghiên cứu kỹ hơn về cái chính sách này. Cũng băn khoăn về chính sách ưu đãi thu hút chuyên gia, nhà khoa học, một số đại biểu nhìn nhận cơ chế nói trên mới tập trung vào tài chính chứ chưa đủ bao quát. Do vậy nhóm này nên được triển khai rộng ở cả tỉnh Đắk Lắk sẽ tốt hơn. Buôn Ma Thuột thì dù sao cũng chỉ là một cái đơn vị hành chính cấp huyện thôi. Mà những cái người này là những cái nhà chuyên gia, những nhà khoa học và những tài năng đặc biệt. Tôi nghĩ rằng đối với vấn đề tài chính, tiền bạc không phải là cái mục tiêu hàng đầu của họ đâu. Mà mục tiêu hàng đầu của những người này này là cái môi trường và điều kiện làm việc để họ phát huy được cái khả năng của họ. Mà tôi nghĩ rằng là cái nhóm này là nên triển khai rộng ra ở cấp tỉnh cho luôn cả tỉnh Đắk Lắk thì nó sẽ hay hơn. Ngoài ra, một số đại biểu cũng lưu ý công tác cán bộ phải thống nhất theo quy định của luật cán bộ công chức viên chức nếu giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành chính sách ưu đãi về quy hoạch và bổ nhiệm đối với đối tượng nhà khoa học liệu có phù hợp. Theo tôi là không nên giao cái ưu đãi này cho cán bộ. Thì tôi cho rằng công tác cán bộ là phải thống nhất quy định theo quy định của Đảng và luật cán bộ công chức để báo cáo công chí là giả sử như Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ban hành riêng về chính sách ưu đãi trong bổ nhiệm cán bộ hoặc trong quy hoạch nhưng mà nó không phù hợp với quy định của Đảng thì cũng không làm được, chắc chắn là như vậy. Nếu như muốn làm được cái này thì Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư phải có một quy định cho như thế này, cho Đắk Lắk được áp dụng riêng thì mới làm được. Một số đại biểu gợi ý Chính phủ nên đề nghị Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về lương, tuyển dụng. Chẳng hạn chuyên gia, nhà khoa học có tài năng, có thành tích đã được công nhận thì có cơ chế tuyển dụng khác, chứ không theo quy trình tuyển vào các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước hiện nay.